Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu DE Stalik, một khẩu súng giải đấu. Và hôm nay mình sẽ không nhặt hòm để đua top mà mình chỉ bắn thôi. Và trận chiến các kiểu nhá. Cái định mệnh nữa đâu. Có một con thứ ba rồi à. Vâng, chúng mày đâu, bơi hết vào đây đi. Thứ ba không đau đi. Còn mình sẽ ra sau này để trận chiến thứ ba nhá. Mình chỉ có hai con thôi. Lừa ra sau này cận chiến cho nó dễ. Trước kia thì mồm mình bọn thủ hàng với lại bàn thờ nó vét hết. Cái này thì tơ đấy. Đúng không? Lướt qua nhẹ nhàng như chưa thấy gì thôi. Bọn biết bàn thờ ngáo sẵn rồi. Úi dồi ôi, thơm. Vâng, cứ đi lý thông như này sướng phết anh em ạ. Đến lượt anh tơ. Trời ơi. Úi dồi. Úi dồi ôi. Vâng, những quả lý thông đi vào lòng người. Đây rồi, từ từ bạn ơi. Không cận chiến nốt đi. Còn mỗi con sông bay thì bắn cái gì. Rồi, bị bán hình rồi. Cạn lời. Anh em bán hình kinh quá. Có nó một con thôi. Tha cho nó đi. Con giết nốt qua trận khác nào. Đây rồi. Hello. Hello man. Cố đấy. Ok. Cái phòng đấy trận sau lại ít zombie anh em ạ. Thế thôi, mình out. Chứ phòng mà chơi có vài con zombie kia chơi không sướng. Và chúng ta cùng qua cái map mới. Ok, map này thì là map cũ nhưng nó với mình thì nó lại là mới anh em ạ. Úi dồi ôi, làm gì đây? Tom and Jerry. Hello. Úi dồi ôi. Hello bằng táo nha. Ok, xuống đây. Hai con. Phòng này mới vào nên hơi bị ít zombie. Vâng, chắc mình sẽ cố gắng lừa thằng tơ đi cận chiến mới được. Úi trời ơi, làm gì mà căng vậy. Bật luôn cả cái chức năng đặc biệt luôn. Lát lấy gì đỡ cận chiến đây bạn ơi. Ui, ui dồi ôi. Sao cái tia cái hãm vào đầu nó thế nhở. Hay lắm. Vâng, dùng non mà hứng chó thế này thì không xong rồi. Làm gì cơ. Cứ hứng chó lao lên thôi. Còn mình đây thì chả sợ bố con thằng nào. Cứ bơi hết vào đây. Thật xong. Mít rồi. Mít thế đấy, nào được. Hư cấu. Còn mỗi anh tơ thôi. Vâng, sau quả này thì anh tơ đi chắc chắn đây này. Đi chắc chắn đây này. Ok, nhìn thấy anh tơ bật giáp thì cứ xác định thôi. Chưa thấy bật giáp thì còn run tay chứ còn thấy bật giáp rồi chả sợ. Lao vô ăn thôi. Cái bản năng hứng chó của mình nó máu dồn lên tới não rồi. Vâng, bắt đầu nhiều hơn rồi. Cái map này thì anh em ơi bị ít chơi. Tại vì cái map này chỉ có thẩm du thôi. Chứ còn săn dương bay rất là ít. Săn zombie thì chỉ có sấp mặt thôi. Tại vì cái map này nó cực kỳ là rất khó chơi chứ không phải là dễ chơi. Không phải là nghĩa là khó đi săn ấy chứ không phải là ngồi mà đứng thẩm du không thì nói làm gì. Úi dồi ôi, nó làm gì mà căng vậy. Wow, đứng hóng hàng một tí thôi mà. Người ta đứng hóng hàng cũng không cho này. Vô lý. Anh tơ nhanh phết đấy. Từ từ bạn ơi. Rồi thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ơ kìa. Thôi xong. Đậu xanh cái bọn kia nha. Chả làm được cái chuyện gì nên hồn. Thích KS người khác của người khác thôi. Phòng này cũng ít zombie. Cũng cạn lời. Đi đây. Lại đây. Anh em đâu hỗ trợ nào. Vâng, cứng thì nó đuổi khiếp quá. Nhảy xuống đi. Chúng ta đi một vòng đi. Để check hết lại những cái vị trí của tụi nó. Chứ còn đi linh tinh thì nó móc chết người. Trời ơi, đây. Ơ kìa. Chạy thôi. Vâng. Vãi xoài. Anh tơ lên rồi lại xuống. Bạn này chắc là quẩy cho tới nơi rồi. Lung linh là phải lên luôn đi. Lên nó xuống cái đích nào.
thôi thì chắc chắn là tơ sẽ không qua đây được đâu. Một nùi thẩm du đứng đây cho nó ghét. Đấy. Qua đây đứng với Gatling cho nó đẹp dai anh em ạ. Úi dồi, rớt rồi. Anh tơ chỉ biết nhìn thôi, vâng, nhìn trong sự bất lực. Cứ xung quanh nó dã đạn vào mồm thế kia thì làm sao mà di chuyển được. Vâng, khổ thân. Phận anh tơ. Úi dồi, liễu yếu đào tơ mà. Cái gì đây? Sao không chạy qua luôn? Người ta đang thay đạn, tí nước ăn được mình rồi. Khổ thân. Úi dồi, còn cố nữa. À, thiếu tí nữa là ăn cận chiến ấy. 2 giây nữa thôi, còn tầm 2 giây. 2 giây là có một cái cận chiến rồi. Vâng, hiện tại thì ạc mình đã đổi tên. Vâng, cạn lời. Vâng, cho con bé nó mượn ạc cái, nó đổi tên luôn, đổi tên làm của riêng luôn cho nó chất. Cạn lời. Rồi, lại zombie. Vâng, cái phòng này nó chán thế nhỉ. Có cần mình làm zombie một trận để có hero không ạ? Khổ thân. Chả hiểu cái map này có gì đâu mà zombie khó lên đấy nhá. Ai thì chạy long nhong này. Map này hơi bị khó di chuyển một tí. Các bạn thấy mình di chuyển nó có sai sai thì cũng phải thông cảm cho mình nhá. Ok, to sao cứ lờn vờn ở dưới đấy. Ê, gì đây? Gì cưng? Gì cưng? Ơ, đi nhầm đường à? Úi dồi ôi, thôi. Vâng, mình té đây. Vâng, đi về với anh em nè. Chúng ta lên thẩm du. Đấy, cầm lục thẩm du cho nó chất. Người ta toàn gất linh với lại M249. À, đâu? M240B Tesla nhờ. Ờ, mình đây cầm lục thẩm du, thế nó mới chất anh em ạ. Rồi, nhấp nháy này. Cái gì đây? Này thì nhấp nháy rồi còn chạy đi đâu rồi. Rồi, đứng đây thì hơi buồn nhờ. Thế chúng ta sẽ... Rồi, bắn chết luôn đi, sai như này mà. Để xem. Kiếm cận chiến nào. Ê. Nhấp nháy, rồi. Ok, ok. Ui dồi ôi, cái này chém yếu thế nhở. Ok. Bi-zom. What the fuck, tên hay vậy. Cứ vào trận là bị biến zom thôi. Ông bạn ấy đặt tên là Bi-zom luôn. Hay lắm. Này thì tơ, xuống đây tơ ơi. Chúng ta trao đổi chiêu thức nào. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, cao xa vậy. Vâng, cạn lời. Hết giờ rồi. Anh em đâu? Quấy đấy. Thôi chạy đi. Yếu máu rồi. Ui. Úi dồi ôi. Biến luôn. Vâng. Biến luôn. Cho nó chất này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cầm súng. Ôi thôi cho ngồi. Nó đi nhanh thế. Úi dồi. Úi dồi ôi. Không thể thoát được. Khiếp. Quả đấy mà kịp nhảy qua bên kia là ăn được rồi. Mình chậm quá, quả đấy tự dưng biến hero bất ngờ. Cứ tưởng là không có cơ. Thế đấy là thằng kia nó bị cào. Thằng còn lại chết luôn. Dã man. Một cái hình ảnh man rợ nó lại hiện lên trong đầu. Rồi trận này lại tiếp tục ít zombie cho xem. Cái phòng này nó thẩm du lên đâm là zombie nó khan hiếm lắm. Ôi mới nói xong. Ôi zombie đang tăng lên một cực mức cực kỳ là báo động. Rồi chúng ta đứng đây thẩm du đi. Hey, you, sau lưng, ok kìa. Phải bỏ đi ạ. Ui dồi, phải xoài. Vâng, thằng này bỏ đi thì sẽ có đứa khác quay lại. Sau lưng kìa, tôi xong rồi. Bọn sau lưng nó ăn rồi. Vâng, nó đã đổi địa điểm thẩm du rồi. Hay làm DM. Ui dồi. Đứng đây có vẻ bất an anh em ạ. Ui, đâu ra vậy? Ơ. À, cương thi nó nhảy từ dưới này nhảy lên. Ok, fine, biết rồi.
Vâng, chúng ta lại biết thêm một cái cheat mới nữa. Khi mà không nên đứng đây. Ok. Không biết là mình chưa thẩm du đây bao giờ nên cứ đứng đâu cũng sợ anh em ạ. Chả biết đâu mà lần. Đấy, hay lắm. Ở mấy con lợn này, cái chỗ này cũng dễ cào mà. Có thể chúng ta không thể đi đường thẳng, nhưng đường cong thì có thể đấy. Ê, mít rồi. Rồi, cút ra, bố mày đứng lên thùng xem nào. Cút ra. Ờ, xong rồi à. Nhanh vậy. Này, hey, we go này. Tao lại sợ, một phát nữa. Ok, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Bye bye tất cả mọi người.